Theo báo cáo từ ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố, trong tháng 11 liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em và học sinh tại Gia Lai, Đắk Lắk, Sơn La. Trước tình hình này, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tham gia đưa đón học sinh, chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải, đặc biệt quản lý về tốc độ hành trình hoạt động, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình các phương tiện tham gia đưa đón học sinh.